Mình xin chào mấy bạn nha, và xin chào và toàn thể và anh chị em thân mến và trên trang mà YouTuber của Nguyễn Trứng. Một buổi trưa và tràn đầy và hạnh phúc và bên gia đình và bên người thân và công việc và luôn luôn và thành công. Thì hôm nay thì Nguyễn Trứng thì cũng chia sẻ cho những anh chị em mình hay về câu chuyện là thầy âm bên bài vũ trụ. Thì Nguyễn Trứng thì cũng có mà cái đôi lời này và cũng mà muốn mà nó chia sẻ và gửi cho những mà trong mà thầy âm bên bài vũ trụ và cho những mà bạn bè hiện nay đang mà phản ánh về câu chuyện này. Thì gần đây thì có nhà mà YouTuber thì rất là nhiều người, tại vì họ xem video mà họ không biết mà hiểu nguyên do mà như thế nào, nhưng mà họ đứng lên là họ là moi móc chuyện mà riêng tư của các nhân của các chư thầy và năm chú tiểu. Thì nói chung tại vì là năm chú tiểu này là con nít, nhưng mà những mấy anh chị em mình, nhưng mà mình đừng có làm như vậy. Tại vì là con nít, tại vì họ là họ không có tội đó. Nhưng mà mình thấy rằng nam mà chú tiểu này thì rất là ngoan, rất là khôn và được mà những các chư thầy dạy những các là điều tốt. Nhưng mà không bao giờ mà Nguyễn Trứng mà thấy rằng mà dạy những các mà điều nào mà nó xấu hết đó. Không dạy những điều gì xấu hết cho mình và hỗn hào như thế nào hết đó. Nhưng mà gần đây thì có nhà mà YouTuber thì rất là nhiều đứng lên họ phản đối là gần đây, nhưng mà trong mà cái bộ phim thì của mà bên mà thiện âm bên bà vũ trụ thì họ đưa ra lấy mà năm chú tiểu của mình là làm một đoạn video mà cái bộ phim là hoặc truyền đạo đó. Thì năm chú tiểu này thì là bộ phim là hoặc truyền đạo mà đứng lên quay lên ngoài những mà đệ tử của các chư thầy và những các mà trong Phật đó. Nhưng mà năm chú tiểu mình thì dạ, đứng lên làm bộ phim này xem đi xem lại thì nói chung là gì nó không có gì mà nó đi quá xa đó. Đi một chiều hướng nào nó quá xa, như là đứng lên thì nói những các rất là điều hay, dạy cho chúng ta những rất là điều tốt, nhưng mà không nói gì xấu xa gì hết. Những mà nhà YouTuber khác thì họ nói là cái bộ phim này đứng lên đó, làm ra thì nó bị là nó phản cảm, nó đi mà nó ngược lại mà nó sai trái. Thì đó là Nguyễn Trứng mà nói mà cho các bạn mà hay rằng thì mấy bạn mà xem video phải xem cho kỹ, cho đúng chủ đề, cho hết bộ phim và hiểu ra những là bộ phim đó là nam chú tiểu đó, là mà đang mà nói gì và dạy cho chúng ta và những gì đó. Thì Nguyễn Trứng thì cũng cho rằng thì nam chú tiểu mình thì cũng đang tập theo những mà cổ đức Phật đó, làm con người tốt, dạy cho ta những điều hay lẽ phải, dạy cho ta những mà đời sống mà hiện bây giờ. Thì Nguyễn Trứng hay rằng nam chú tiểu mình thì làm bộ phim này nói chung là gì là coi đi coi lại thì nó cũng rất là hay, nhưng mà không có gì mà đi mà nó xa quá đó. Thì có nhà mà YouTuber khác thì họ đứng lên họ nói là bộ phim này thì đưa ra là nó phản cảm đó, trong Phật giáo đó. Tại vì là không có gì mà phản cảm hết đó. Rất là nói chung đây rất là tốt đó. Thì các bạn thì mà hiểu sai về một người thì hiểu sai về một toàn bộ đó. Thì gửi cho những mà một bạn thì bây giờ cũng đang làm kênh mà YouTuber, anh đó là anh là Thế Văn Pháp. Bây giờ là em hỏi anh Thế Văn Pháp nè, nhưng mà hiện bây giờ là anh lớn rồi, anh cũng mà ăn trương niệm Phật đúng không? Video anh em cũng đã coi rồi rất là nhiều, nhưng mà anh đứng lên á moi móc mà năm chú tiểu ra, anh nói rất là nặng nề, anh nói những các chư thầy em giọng rất là nặng nề. Nhưng mà anh làm như vậy là xem nó đi xem lại hoàn toàn là không có đúng cho mình. Anh là người lớn nhưng mà chuyện con nít thôi đó, nhưng mà anh cũng đứng ra, anh cũng mà nó so đôi mà anh cũng mà
ăn ghen mà nó thức ở, nhưng mà anh cũng có lòng mà nó đối kỵ nữa. Như vậy đó là em thấy rằng, nhưng mà trong tâm anh á, nhưng mà trong tâm anh á là hoàn toàn là nó không có tốt thiệt luôn á. Anh niệm Phật nhưng mà trong trong tâm anh á là không bao giờ là anh tốt, em bảo đảm luôn đó. Nhưng mà mình niệm Phật, an tu niệm Phật, mình nói đúng, mình làm đúng, mình phải có lòng mà bao dung, mình có lòng mà vị tha và thương những mấy đứa trẻ đó, và dù họ là ai, dù họ như thế nào, mình phải là bảo vệ cho những mà quyền mà nó trẻ em đó, là nó được sống và được mà an toàn cho xã hội đó. Nhưng mà em thấy anh gì đâu mà đứng lên đầu anh á, moi móc năm số tiểu này ra, moi móc những chuyện cá nhân chưa thầy khác đưa ra. Em thấy anh làm như vậy có khác nào là anh đi con đường là của anh là hiện bây giờ là nó đang làm mà nó sai trái không? Hoàn toàn là nó sai trái đúng không? Nó em thấy rằng những câu chuyện này á, anh phải tìm hiểu đó. Nhưng mà sau này á thì á anh mới biết rõ và về nguyên nhân về trong tỉnh thất bồng lai như thế nào, và sau này anh sẽ thương và nam mà nam đứa nhỏ nó đó luôn, thì nó sẽ hoàn toàn là đúng đó. Đừng có nên mà xem một đoạn video nào đó, xem một và đừng có nghe lời theo ai, và đừng có mà tin theo ai. Thì á nghe lời theo một người người nào đó thì á đứng lên á đầu mình á nói xấu ở bên đây đó, thì em thấy rằng là thông tin này đó là của anh đưa lên hoàn toàn là nó không có đúng và không có chính xác đó. Thì quay video thì Nguyễn Tuấn thì cũng gửi cho những bạn bè mình hiện nay thì cũng đang làm kênh YouTube và tìm hiểu về trong thì âm bên bờ vũ trụ, thì mình phải có lòng mà bao dung, mình cũng có lòng mà vị tha, mình cũng có lòng mà nhân ái, mình phải lòng mà thương những năm đứa trẻ này đó. Nhưng mà theo mà Nguyễn Tuấn rằng lúc nào cũng yêu mến năm năm đứa trẻ và cũng yêu mến những mà người trong tỉnh thất bồng lai luôn luôn và thành công, và những mấy bạn nào mình thấy hay và xem video thì hiểu được thì nhấn nút và nó đăng ký cho Nguyễn Tuấn và nó mà cho phần mà nó nhận xét. Chúc mấy bạn mình một buổi trưa và tràn đầy và hạnh phúc. Bye bye mấy anh chị.